Thùy Trang, mình đến từ Nha Trang. Mình vừa nhận được visa du học Úc thì cảm giác của mình rất là vui, bởi vì mình rất là muốn có cơ hội được học tập và trải nghiệm cái cuộc sống từ làm tại Úc, nên mình cảm thấy rất là vui. Sau đây mình có một vài kinh nghiệm muốn chia sẻ với các bạn. Khi làm hồ sơ thì các bạn cần chuẩn bị cái hoạt học tập cũng như tài chính kinh tế, nhưng riêng hồ sơ của mình thì may mắn hơn, họ không đòi hỏi phải cần chứng minh tài chính. Mình chọn Úc làm điểm đến du học là bởi vì mình thấy Úc là một trong những nước có nền giáo dục tốt và khí hậu thì tương đối giống với Việt Nam, sẽ giúp mình dễ dàng thích nghi hơn. Trường mình chọn học tại Úc đó là trường UIT tại thành phố Melbourne. Thì trường UIT là một học viện đào tạo cả khóa tiếng Anh lẫn nghề, và hơn thế nữa thì cái ngành du lịch và lữ hành mà mình chọn học lại là một ngành thế mạnh của trường, nên mình quyết định chọn trường UIT để học tập. Khi mình làm hồ sơ tại Tân Đại Dương thì mình rất là hài lòng, bởi vì các chị giúp đỡ hồ sơ của mình rất là nhiệt tình. Khi bắt đầu làm hồ sơ thì mình cũng lo lắng nhiều thứ, nhưng mà khi làm xong rồi thì mình cảm thấy cũng không quá khó. Mình cũng chỉ có một vài kinh nghiệm vậy thôi, và mình chúc các bạn có ý định đi du học thì sẽ thành công và đậu được visa.